Hello anh em, thì lần đầu tiên thì cho mình xin chào anh em đã đến với cái vlog nhỏ xinh của Gam. Đầu tiên thì mình xin cảm ơn nhà chợ Monster đã có rất là nhiều phần quà gửi đến cho team mình. Như là có 7 chiếc ghế rất là xịn, cũng như là anh em nhìn thấy rất là nhiều lốc Monster ở đây. Xong rồi còn có áo này, mũ này. Banh. Không, thật ra đây là cái banh. Cái banh. Wow, look at the top of his head. Nhìn đây giống mũ gì mà có thể làm mũ được. Anh nhưng mà mũ dùng tạm. Ngoài ra còn có áo và ba lô cũng như là rất là nhiều phụ kiện nhỏ xinh của Monster nữa. Bây giờ thì chúng mình cũng làm cái vlog này để là vui quà cũng như là đi lắp ráp 7 cái ghế này lên cho tuyển thủ có thể luyện tập một cách thoải mái hơn. Lên đi em. Lên trên nào? Ờ kế này đúng không? Đây. Ở đây bọn mình vừa mới bê mấy cái ghế lên rồi, bây giờ là đến công đoạn lắp ráp. Cái gì? Cái này có hỏi là khu thì anh em ơi, bóc tem nào. Rồi, ở cái này anh em cứ ngồi chờ đi. Để tôi dựng từ khu được rồi. Mấy cái này dùng cụ nguy hiểm anh em coi nha, đừng làm theo, tại này người có kinh nghiệm mới làm được á. À, cái gì vậy? Cái này là ok rồi, nhưng mà phải lắp bánh lên này. Thì đẩy cái chó chỗ lên nhá. Bây giờ lắp cái này vô này. Cái này vô đây. Nè, mấy cái linh kiện nè. Nhìn gối vậy. Mấy cái bạn nè. Hồi sơ nè anh em, bước 1, bước 2, bước 3 nè anh em. What? Đọc nào. Thấy mẹ rồi tiếng Trung không? Để tiếng Trung nè. Lắp ngược rồi. Lắp ngược, nếu cho lấy ra lại. Cái gì vậy? Lắp ngược. Nè,
giờ để cho lấy ra. Đây cái này chặt rồi đó. Có chứ. Cái này từ dưới lên á, để cho. Ờ, nghiêng mặt lại đi. Được không? Đâu đâu. Cái người làm việc cái chứ. Đâu. Ờ. Cái lỗ gì vậy? Cái lỗ gì vậy? Đâu đặt đâu? Cái này. Đặt đây thôi để mai em chỉnh. Đó đó đó. Ok. Đó. Cái này lùng lùng nha. Từ giờ để anh ngồi thử nhá. Lấy đi, lấy đi anh hàng vô luôn đi. Bên này anh ơi, bên này ngồi tay vô. Đứng mày. Lên xuống thử coi nào. Đúng ta. Cái này thấp quá rồi, nó lên hai. Cái này rồi bây giờ là... cái này là một trong 7 người may mắn được ngồi rồi. Kiểu ốc đen nha. Đâu? Ốc bị đen đen còn không? Nè, ốc nè. Ốc đặt lên mà. Ốc đi đặt lên á. Ủa tí mình lắp xong thành công có hợp nhau không? Có. Ôi mừng cái chưa. Không phải là lên ra. Một hai ba gà. Cái này nào. Cái ổ cho. Bên này đang béo đi nha. À, hình phải tháo này ra anh mà. 3 hours later. Sao em béo gì vậy? 3 tiếng đồng hồ đi, để chơi qua đi. Ok. Thì sau khoảng chắc là tầm 15-20 phút. 30 phút rồi, what the fuck? 30 phút, 3 tiếng rồi. Ê, sau khoảng 15-20 phút thì tụi mình đã lắp xong cái ghế rồi. Bây giờ kiểu thí nghiệm chụp bạch xem cái ghế nó có đổ hay không. Okay. Thì nói chung là đổ chiều. Nhà mắt đi, nhà mắt đi. Lên xuống thử nào. Nói chung là ok ok đấy. Không chứ thấy ok đấy anh em ơi. Một sao dư ốc à? Lắp xong cái nó bị dư con ốc à. Dư ốc rồi. Mày dư hai miếng lại anh em nha, miếng để ta chưa ok đâu chưa. Ôi anh em để lại để. Không, không cái là để vào phòng để chỗ mày đi. Ok để đó rồi. Coi anh nha, để vào phòng. Thôi để phòng thôi, để. Đẩy đi anh em, đẩy đi. Đẩy em, đẩy em, đẩy em. Đẩy em, đẩy em. Đẩy mất tích luôn, đẩy mất tích luôn, đẩy đi, đẩy đi. Lái xe cẩn thận, lái xe cẩn thận. Đẩy lại nha, đúng không? Đây. Hỏi Slay à. À, cảm nghĩ đây. Em ngồi chiếc ghế nào này. Chung là đây là một ghế ổn. Em rất là khoái cái này. Ngồi nó phem. Cảm ơn nhiều chứ. Em cảm thấy ngồi ghế này khá là thoải mái đối với em khi em chơi good. Nhưng cảm nhận của em thì ghế này cũng ngồi thoải mái và khi mà ngồi thì tập trung thi đấu hơn. Còn bây giờ thì mình xin thay mặt team, xin cảm ơn nhà chợ Monster đã tài trợ tụi mình những cái ghế rất là xinh này và cũng đi kèm với những rất là nhiều những cái phần quà nó thú vị nữa. Và thế là cái vlog gọi là bóc tem những cái phần quà hấp dẫn đến từ nhà chợ Monster đã kết thúc rồi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái vlog này của Gam và xin... Rồi anh em, ra chào các bạn nào. Vỗ tay nào. Bye bye mọi người nha. Bye bye.